Xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Em Khánh Otoku hôm nay xin giới thiệu tới anh chị và các bạn một chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2008, trang bị số sàn bản G xịn, và cái dòng này sử dụng đấy máy động cơ xăng 2.0. Và đây là một chiếc xe 7 chỗ Innova, một cái dòng xe đến từ thương hiệu của hãng Toyota Nhật, đi bền bỉ và an toàn. Dòng này thì bền bỉ theo thời gian và đi rất là lành. Hiện tại xe đang mang tên tư nhân và còn rất là đẹp. Thì cửa hàng đang chào bán với giá chỉ có 246 triệu đồng cho anh chị và các bạn sở hữu chiếc Innova 2008 này. Thì nếu anh chị và các bạn có nhu cầu với mẫu Innova 2008 thì liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại của em Khanh theo cái số điện thoại 0943622621, hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng Auto Tiến Khanh Hải Dương nằm trên đường 388 thị xã Kinh Môn Hải Dương để trực tiếp xem cái mẫu Innova 2008 này. Xe rất là đẹp anh chị và các bạn nhé. Và hiện tại đang xe mang tên tư nhân nên là việc xe tên rất là nhanh. Và xe rất là cứng xe và đến thời điểm bây giờ thì hoàn toàn là chưa qua taxi dịch vụ gì cả anh em ạ. Xe rất là đẹp, tên gia đình sử dụng mà. Và xe nhìn này, anh em nhìn này. Anh chị và các bạn nhìn này, gọi là mắt đèn rồi nhá. Mắt đèn rồi, màn hình cam nùi đầy đủ rồi anh chị. Anh chị và các bạn nhá. Xe rất là cứng xe và tất cả là về anh chị và các bạn chỉ việc sẵn sử dụng thôi. Xe rất là đẹp. Từ tổng thành bên ngoài và đến nội thất bên trong này, xe rất là đẹp. Đó, nhìn mình nhìn nhé, nội thất bên trong này, toàn bộ là xịn sò theo xe, rất là đẹp luôn. Đó, đây cả những cái trần này còn chưa thì mà chưa bỏ ni lông này. Đó, nên là rất là mới, bên trong rất là mới. Thì này, dòng này nó sử dụng hai dàn điều hòa độc lập nên là rất là mát, kể cả hàng ghế thứ ba nhé. Kể cả hàng ghế thứ ba rất là mát. Dòng này thì nó được đăng ký gọi là 8 chỗ ngồi. Đó, rất là rộng rãi, mà dòng Innova thì đi lại rất là thoải mái rồi. Nhà riêng nhà mình mà ngồi thì rất là thoải mái. Cái khoảng cách giữa cái hàng ghế nó rất là rộng, và cái khoảng chiều rộng của nó rất là rộng, nên là mình ngồi 8 người đi rất là thoải mái. Dòng này thì mình có thể mua về gia đình sử dụng hoặc là chạy dịch vụ. Với cái dòng Innova này thì nó sử dụng máy động cơ xăng 2.0 nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất là ít, nó tầm khoảng 9 lít hoặc là hơn một tí trên 100 km thôi. Nên là nó mà chạy cái dịch vụ thì rất là kinh tế. Đó, và nó lành nhé, quan trọng là nó lành, rất là lành, đi rất là lành và bền bỉ theo thời gian. Nên là nó mình có thể mua về chạy dịch vụ, cũng là một cái chiếc xe rất là chất lượng, rất là chất lượng. Và đồ đoàn thì mình đi thay thế thì nó cũng rất là rẻ. Đó, vừa kinh tế, vừa là an toàn, vừa lành, vừa bền bỉ theo thời gian. Thì đó là một cái mẫu xe 7 chỗ rất đáng để mà mua gia đình sử dụng hoặc chạy dịch vụ. Mình xem xe tại Kinh Môn Hải Dương nhé. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp vào điện thoại của em Khanh nhé. Vâng, thì số điện thoại đang hiện trên màn hình anh chị và các bạn. Rồi còn tiếp tục này, anh chị và các bạn nhìn này, cua lốp là chưa hề mục mọt này, chưa sáng như thế này cơ mà. Đó, xe rất là cứng. Từ những cái chỉ cua lốp này, từ những chỉ cua lốp nó còn đẹp như thế này này. Mình nhìn này nó hoàn toàn chưa bị mất nhé. Đó, đấy, gầm bệ này, hay là gầm bệ này, cái hộp Ubile này, để thẳng tắp này, hoàn toàn là chưa có một cái dấu hiệu đờm ba hay là cộng sườn gì cả. Đấy, gầm cũng vậy, rất là sáng thôi. Mình nhìn này, nó sáng này. Đây, gầm này, chắc nịch nhá, gầm chắc nịch thôi. Đấy, rất là chắc chắn. Đây, la răng đúc thì dòng này nó là nguyên bản cho xe rồi, nhìn rất là còn rất là đẹp này, sáng choang luôn, sáng choang. Đấy, phanh ABS thì an toàn rồi, rất an toàn. Đấy, nói chung là chiếc xe rất đẹp, mà cái giá này 246 triệu đồng, cái giá rất hợp lý cho một chiếc Innova 2008 G xịn nhá, tên tư nhân nhá, mình chưa qua dịch vụ gì đâu, nên là nó rất là hợp lý rồi. Đấy, một chiếc xe rất là cứng xe và chưa không một lỗi nhỏ gì cả. Đây, mình xem này, đó, nhìn này, một dòng Innova, cái form cũng khá là nhã nhặn, trường xe này, rồi. Dòng này thì nó sử dụng đèn halogen nên là rất là sáng, rất là sáng. Và đèn gầm mình nhìn này, đầy đủ hết nhá. Đấy, tháng đăng kiểm một đến tháng 10 này. Rồi, tiếp tục này, nhìn chiếc xe này, nhìn rất là cứng xe luôn. Nhìn rất là cứng xe và quan trọng nội thất đồ đoàn của nó chứ còn rất là đẹp. Đây, mình nhìn nhá. Đấy, tất cả phần tắp lô tắp ni của chiếc xe nhìn rất là đẹp, nhìn này. Đấy, nhìn này, cả phần tắp lô này. Đấy, rất là sáng đẹp đúng không, không khoan đục gì cả nhé. Mình nhìn này, hoàn toàn là không khoan đục gì, không taxi dịch vụ gì nhé, cam kết là không taxi dịch vụ gì cả. Xe toàn bộ là của tư nhân gia đình sử dụng thôi nên là giá thì, nó rất là hợp lý thôi. Đây, màn hình cam nối đầy đủ này,
đầy đủ, tất cả trang thiết bị đều hoạt động tốt cả mọi người nhé. Ok rồi, cột kéo keo chỉ là chuẩn hết, không có vấn đề gì cả. Đây mình nhìn này. Vâng, mọi người, anh chị và các bạn có nhu quan tâm đến cái mẫu Innova 2008 này thì xem xe tại Kinh Môn Hải Dương nhé. Vâng, em Khanh thì chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ và mới đã qua sử dụng. Và hiện tại nhà cũng còn rất là nhiều xe, nếu anh chị và các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em Khanh để em Khanh có thể tư vấn cho anh chị và các bạn các mẫu xe mà bên hiện tại bên nhà có và các mẫu xe để anh chị và các bạn tham khảo. Thì đằng sau xe thì nó cũng được lắp đặt thêm một cái giá đỡ đằng sau này, rất an toàn khi đi tham gia giao thông này, tránh hiện tượng va quẹt vào xe hoặc là cái cảm biến lùi này, rất an toàn nhé. Đây mình nhìn này. Đấy, cửa lưng này hoạt động rất là tốt. Và xe mình nhìn nhé. Đấy, tất cả lớp sơ cua đầy đủ này. Đấy, lớp sơ cua đầy đủ theo xe. Đấy, dòng Innova này thì nó sử dụng cầu sau nên là rất là khỏe mọi người ạ. Đấy, nó sử dụng cầu sau nhé. Đấy, mình nhìn này. Ok. Cột kèo. Đấy, cột kèo là chuẩn nhé. Hết chuẩn hết nhá mọi người nhá. Đó, không vấn đề gì cả, đinh tán này còn nguyên này. Rồi những cái đèn này. Đấy, tất cả nguyên nhá. Đấy, không gian rất là rộng rãi này, cho gia đình nhà mình sử dụng thì thoải mái luôn. 8 người ngồi rất là thoải mái và hai dàn điều hòa độc lập. Ngồi không có lo lắng bị nóng bức gì cả mà vất vả hay chật trội gì cả. Rồi còn đồ đoàn nó thì hoạt động rất là tốt. Tất cả trang thiết bị nó đều hoạt động tốt cả, xe thì không một lỗi nhỏ gì cả nhá mọi người nhá. Đấy, không một lỗi nhỏ luôn. Đây, em sẽ để luôn cho mọi người xem này. Đó, mọi người thấy đấy. Đó, xe này. Đó, không một lỗi nhỏ này, mọi người nhé. Không một lỗi gì cả. Và tay lái này. Đấy, nhẹ nhàng này. Màn hình này, giải trí rồi. Màn hình cam nùi đầy đủ này. Và điều hòa mát này, rét run đến tận chân này. Rồi, tất cả trang thiết bị côn số này, vào ngọt này. Mẹ thấy, mọi người thấy không? Côn số vào ngọt nhé, không bị rung, không rung nát gì cả. Đó, mọi người thấy, nhìn rất là nhẹ, gảy số là vào luôn. Đấy, tổng thành những kính mọi người nhìn này. Đấy, hoạt động tốt này. Tất cả rất là mượt. Đó, mọi người thấy rất là mượt nhé. Rồi. Riêng cái dòng Innova này để mà mọi người mua về mà chạy dịch vụ thì cực kỳ là hợp lý, cực kỳ là hợp lý và kinh tế. Riêng cái dòng Innova này nó bền bỉ theo thời gian luôn mọi người ạ. Và cái động cơ 2.0 của nó thì cực kỳ là tiết kiệm xăng. Riêng cái dòng Innova này rất là đẹp. Nói chung là chiếc xe nó cũng rất tiện dụng và tất cả trang thiết bị tiện dụng và đi, quan trọng là nó lành xe. Đấy, lành xe. Rồi còn bây giờ xin mời anh chị và các bạn cùng em đi kiểm tra cái động cơ của cái mẫu xe này xem nào. Mọi người cái động cơ này. Đấy, dòng này thì cái chỉnh gương nó ở đây mọi người nhé. Đấy, chỉnh gương này. Mọi người nhìn này. Đấy, chỉnh gương đấy. Và đây ở dưới này đây là cái chân này nó còn rất là dày này, những đoạn xe đi rất là ít mà nhìn nhé, chân côn chân ga là rất là dày. Đấy, xe đi ít thì nó mới được như thế đấy, hay là những cái con ốc này nó còn chưa động chạm gì này, mọi người nhìn này. Đấy. Rồi đến cái động cơ của chiếc xe đi, nó cực kỳ là êm luôn. Ra ăn đây rồi mà mới nghe tiếng hơi tiếng nghe tiếng máy thôi. Đấy, rất là êm nha mọi người nhá. Đó, và nó hoàn toàn là còn zin thôi mọi người ạ. Đấy, anh chị và bạn có thể nghe này, hoàn toàn là còn zin nhá. Đấy, cực kỳ là êm, chắc chắn. Độ lành thì tuyệt, cực kỳ là lành rồi. Riêng cái dòng Innova này cực kỳ là lành. Đấy, mọi người nghe này, rất êm luôn. Không có điểm gì để chê cả, 2008 nó còn chất lượng như thế này. Không có tội gì mà không mua về thì gia đình sử dụng hoặc là chạy dịch vụ. Rồi, mọi người ok đây. Mọi người, với chiếc Innova 2008 trang bị số sàn và một cái phiên bản G-Sin
Vâng, mình có thể mua về gia đình sử dụng hoặc là chạy dịch vụ với cái giá chỉ có 246 triệu đồng thôi anh chị và các bạn ơi. Anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Khanh theo cái số điện thoại 0943622611 hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng Auto Tiến Khanh nằm Hải Dương, nằm trên đường 388 thị xã Kinh Môn Hải Dương để trực tiếp xem cái mẫu Innova này, kiểm tra chất lượng chiếc xe này. Vâng, và xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý chị và các bạn ở video clip tiếp theo.